Xin chào các anh chị, hôm nay buổi sáng trên sân thượng đó. Hôm nay mẹ em sẽ trồng bí ăn ngọn. Đây mẹ của em đây. Mẹ ơi, mẹ của em nha. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn là cách mình trồng bí ăn ngọn ha. Như cái phần đầu á các bạn, là mình đã có chia sẻ với các bạn là cách làm lại đất để mình trồng bí liền nha các bạn. Đó, cái phần đầu là mình đã cắt dây và mình làm đất và mình trộn phân, là mình trộn là 4 phần đất và 1 phần phân nha các bạn. Mà khi mà đất của các bạn mà nó không được tơi xốp thì mình trộn chỉ cần là trộn là 3 phần đất, 1 phần chấu với lại 1 phần phân là cũng được rồi nha các bạn. Mà nếu như các bạn không có chấu thì mình có thể thay thế sơ dừa cũng được. Đó. Phần đầu là mình đã chia sẻ của các bạn là cách làm đất và trộn phân rồi ha. Bây giờ phần tiếp theo, phần 2 này là mình sẽ trồng bí ăn ngọn xuống cho các bạn xem luôn ha. Đây mời các bạn xem, đây là bí này là mình đã gieo, nó đã lên được như vậy rồi. Cái này nó quá lớn rồi nha các bạn, tại không có kịp thời gian để làm. Đây mình là giới thiệu cái bao bì của cái hạt giống này luôn nha các bạn. Đây, cái này là bí hạt giống này là bí siêu ngọn, siêu đọt luôn nha các bạn. Cái này là mình mua của Phú Nông, là mình mua ở trong siêu thị Lotte Max, là ở quận Gò Vấp, đường Nguyễn Văn Lượng. Đúng rồi, đó. Bây giờ là mình sẽ trồng xuống cái này nha các bạn. Bây giờ là mình sẽ trồng ở khoảng giữa, các bạn có thể trồng ở khoảng giữa hay là ở phần đầu thùng này cũng được. Cái đất này là ngày hôm qua là mình đã có chia sẻ với các bạn là mình đã làm phân và đất mình và chấu mình đã trộn vô trong này rồi nha các bạn. Đó. Rồi. Thùng này cũng ít đất quá mẹ ha. Không, ít đất nhưng mà mỗi một lần là mình bón phân là mình sẽ bổ sung thêm một ít đất vô. Dạ. Đó. Đây là mình sẽ lấy các bạn xem là coi cái rễ của nó ra tới đây luôn nè các bạn. Rồi, lòi rễ ra luôn. Thấy rễ quá trời ha. Mình gieo hạt ở trong cái lon cái ly nhựa gì đó các bạn, kia mình lấy cái cây giống ra nó rất là dễ. Mình sẽ để xuống đây luôn các bạn ha. Mình sẽ để ở khoảng giữa luôn, mình chỉ là phủ lại thôi các bạn. Cô để ở giữa ha mẹ. Mình để ở giữa cũng được hay là mình để ở mép thùng cũng được. Đó. Tại vì kỳ này mình trồng có một cây thôi các bạn. Mình trồng có một cây. Các bạn biết sao không? Lần sau á mình bón phân nữa các bạn, là mình sẽ vét thùng này mé này lên, hay là mình có thể vét mé này lên nha các bạn. Đó. Mẹ em trồng có 6 thùng mà mấy anh chị, 6 cây anh này ăn mệt luôn. Nhà mình thích ăn cái bí ăn ngọn nè các bạn, mà mình lấy cái bông á. Dạ. Ăn cái bông nó rất là ngon. Nhà mình thích cái bông mà của cái bí ăn ngọn này á, các bạn biết sao không? Mình mà nấu canh với lại thịt nạc các bạn. Ươm trong cái ly này lại quá mẹ ha, quá nhanh luôn á. Mình lấy cái gì nó không có rớt đất nữa. Thôi rễ quá trời rễ luôn anh chị. Mỗi một lần mình bón phân các bạn, cái là mình bổ sung thêm ít đất vô nữa, nó đầy thùng lên. Cái này các bạn thấy là nó tưởng là nó đầy thùng chứ cái đất này nó xốp lắm, ít thơm nữa mình tưới nó sẽ sợp xuống đó các bạn. Các bạn thấy cái bí này nó bị quèo không, là bữa nó bị gãy ngọn
cái ngọn nó bị gãy các bạn, vậy mà tưởng là nó chết luôn, ai ngờ mà nó cũng lên luôn, nó không chết, sức sống mãnh liệt. Đàng hoàng, cái cây này với dây này cho bông trước luôn mới lạ nha. Cũng chưa biết được. Bây giờ cái mình trồng xong rồi đó các bạn. Nếu các bạn mà có rơm ha, có rơm thì mình mà phủ rơm lên nha các bạn. Còn mà nếu không có rơm thì mình có thể phủ lá cây nha. Để các bạn cho mình cho các bạn xem đây là lá cây khô nha các bạn. Ủa, phủ lá cây làm gì mà? Giữ lá cây cho nó giữ ẩm. À, giữ ẩm. Nếu mình mà có rơm hay là cỏ khô các bạn, mình phủ lên cũng được. Mà không có rơm mình phủ lá cây khô nha các bạn. Mình có gì mình phủ cái đó. À, mấy cái lá cây khô nè các bạn là mình tưới dựng thời gian cái này nó mục luôn. Nó làm cho đất mình tốt thêm nữa. Nhà mình rảnh rảnh cái mình đi hốt cái lá cây khô. Vậy là giờ cái mình tưới một ít nước lên các bạn ha. Đây dụng cụ tưới chuyên nghiệp của mẹ em. Các bạn thấy đất nó xếp nó mình tưới nó hút nước quá trời luôn. Là bắt đầu là bớt mưa lại các bạn, là nắng rồi. Nắng là mình bởi vậy mình mới chảy một ít lá khô. Rơm này đi lên các bạn cho nó giữ cái ẩm cái đất của mình á. Như là được rồi các bạn nha. À, như vậy mình trồng như vậy các bạn, cứ là mỗi một ngày á, là mình vẫn tưới là hai lần nha các bạn. Mình tưới vào buổi sáng sớm và vào chiều mát nha. Đó. Mà hôm nào mà các bạn mà cảm thấy mà mưa nhiều á, đất nó còn ẩm ướt quá thì mình không tưới cũng được. Đó. Lá cây này nó cũng lại á mẹ. Đúng không? Nó ở bên này nó giữ ẩm dữ lắm. Như mình đã có chia sẻ với các bạn là phần đầu rồi ha. Đó. Bây giờ là tiếp theo phần 2 là mình chia sẻ với các bạn là mình cách mình trồng xuống nha. Đó. Rồi mà tiếp theo nữa là các bạn là nên các bạn theo dõi tiếp cái phần thứ ba nữa nha các bạn. Đó. Cái phần thứ ba nữa là mình sẽ chia sẻ là cách mình cắt ngọn để cho cái ngọn của cái bí nha các bạn. Nó ra được nhiều ngọn. Và mình bón phân và chăm sóc nha các bạn. Đó. Đó. Mẹ có mấy anh chị hỏi cái đồ tưới á, mẹ có thể cho mấy anh chị coi được không? Cái đồ tưới á, mẹ nói chút xíu cái đồ tưới cho mấy anh chị, bữa quá trời mấy anh chị hỏi luôn. Cái đồ tưới này á, thì nó cũng rất là dễ nha các bạn. Đó. Cái đồ tưới này á, là mình mua cái loại này á, thì nó dễ dặn hơn nha các bạn. Nó có cái này dễ dặn hơn. Nhưng mà tại vì mình làm rớt hoài cái nó bị bể các bạn, mình làm rớt quá. Đó. Để các bạn là mình mua cái co này cũng là của cái ống 21 nha các bạn. Dạ. Cái này nó bằng đồng nha các bạn.
cái này nó bằng đồng. Dạ, mua bằng đồng có lại bằng nhựa đúng không ạ? Không, mà mình mua cái bằng đồng đi, mình xài nó bền hơn. Các bạn biết sao không? Để mà mỗi khi á mình mở ra mở vô các bạn. Mình mở ra mở vô giống gì nè. Nó không có bị tuôn luôn. Còn dạ, nếu mà mình mua bằng cái nhựa các bạn, cái mở ra mở vô thường xuyên nhiều á, nó hay bị tuôn cái răng lắm. Dạ, nó rất là cực. Dạ. Còn mà nếu mà các bạn mà mua bằng cái bằng đồng gì, nó rất là tiện lợi luôn, mình xài hoài luôn là không có hư. Còn cái ống này á, là cũng là cái ống 21 luôn nha các bạn. Dạ. Mình mua ống 21 về mình tự làm. Đó. Còn này cái khóa 21 mình mua về mình tự làm đây các bạn. Mình cắt một ống gì là mình nói vô là được rồi. Dạ. Nó cũng rất là dễ. Còn mà cái giò sen này á, là các bạn mua ở cửa hàng bán đồ điện nước á các bạn, là có bán đầy đủ hết luôn. Dạ. Còn mình mua về mình tự làm. Nó cũng rất là dễ, cái này là mình tự làm đó. Dạ. Xong rồi, dạ, bây giờ là mình đã chia sẻ thêm một chút về cái giò sen nha các bạn. Bây giờ là mình xin chào các bạn nha. Hẹn các bạn lại video sau. Các bạn nhớ theo dõi cái clip tiếp theo nữa. Phần 3 là mình chia sẻ các bạn là cách cắt ngọn và bón phân nữa, là để cho cái ngọn bí ăn ngọn nó được nhiều ngọn nha các bạn. Bây giờ mình xin chào các bạn nha. Dạ, chào các anh chị nha. Chúc ngày tốt lành, buổi sáng vui vẻ. Bye bye.